Xin chào tất cả các bác đang theo dõi kênh YouTube của cơ sở Khuôn Tổng Hợp. Trên màn hình các bác đang theo dõi chính là cái bộ khuôn chậu lục giác liền chân với kích thước là rộng miệng 70. Và sản phẩm được đúc từ bộ khuôn composite và có cả đáy và lòng trong. Đầu tiên em sẽ quay chi tiết về cái thành phẩm mà sau khi cơ sở đã đúc và sơn hoàn thiện của bộ lục giác liền chân 70. Với kích thước của sản phẩm rộng miệng phủ bì khi đo hai cạnh song song là 70 cm, phần lọt lòng còn được là 58 cm, gần 59 cm, phần chéo cạnh là 80 cm phủ bì, phần này chéo cạnh bên trong lòng còn được 66 cm. Về phần chiều rộng ở đáy ở trong lòng còn được là khoảng 42 cm. Phần chéo cạnh thì còn được khoảng 48 cm. Và phần chiều cao là khoảng 50 cm. Chiều cao ở bên trong lòng còn được khoảng 40 cm. Các bác xem một vòng xung quanh cái thành phẩm. Với khuôn composite thì 6 mặt của nó đều là hoa văn khác nhau nhé. Mỗi mặt là một hoa văn. Đây, các bác xem lần lượt các mặt hoa văn của bộ lục giác liền chân 70. Mặt số 3 đây. Số 4. Mặt số 5 là hình cây tùng đấy. Và mặt cuối cùng đây là mặt số thứ 6 đây. Là hoa cúc đây. Vừa rồi là cái thành phẩm mà sau khi đã đúc và sơn hoàn thiện của bộ lục giác liền chân 70. Còn ở bên cạnh đây chính là cái phần bộ khuôn của nó. Thì cấu tạo của bộ khuôn này thì bao gồm có 6 miếng vỏ ngoài, một cái lòng trong nguyên khối, đây chính là lòng trong liền khối nhé, và một miếng đáy. Đối với mẫu này thì có cả đáy và cả lòng trong nên khi chúng ta đổ rất là dễ thôi. Phía bên ngoài của bộ khuôn thì mỗi mặt đều được có gia cố bằng hai cái thanh sắt ống, và xung quanh đây thì đều liên kết bằng các ốc sắt rất là chắc chắn. Và trên mỗi cạnh thì có đánh dấu số thứ tự nhá, và các khía này để khi chúng ta về lắp đúng vị trí này thì khuôn nó mới khớp được. Còn đây là cái lòng trong, và mỗi cái tai của lòng trong này thì trong tai cũng đều có một cái thanh sắt để gia cố. Đây các bác xem khuôn là rất là dày nhá, lòng trong rất là dày đây, tai rất là dày và chắc chắn này. Đây, em tạm thời bỏ cái lòng trong ra để các bác theo dõi về phần họa tiết ở bên trong. Vừa rồi là em đã nhấc cái lòng trong ra. Đây các bác theo dõi về cái lòng trong đây. Khuôn rất là bóng nhá, nên em đã tháo rất là dễ thôi. Và lòng trong này có độ vát nên rút khuôn lõi lên là rất là dễ. Còn phía bên trong đây chính là cái phần họa tiết hoa văn của từng mặt. Các bác xem cái phần hoa văn rất là bóng. Khuôn composite nhưng tuy nhiên rất là bóng. Nên bộ này hôm trước thì cơ sở cũng làm cái video tháo khuôn rất là dốc thôi, gõ nhẹ một phát là khuôn nó ra rồi. Đây các bác xem lần lượt 6 mặt họa tiết hoa văn. Đây, các tấm thì khuôn rất là bóng này. Ở phía dưới đây có sẵn cái miếng đáy.
Vừa rồi là em đã giới thiệu chi tiết với các bác về bộ khuôn chậu lục giác chân liền 70. Sản phẩm có bán tại cơ sở khuôn tổng hợp. Các bác đặt khuôn có thể liên hệ với số điện thoại và Zalo được ghi trên màn hình. Và ngoài mẫu khuôn này thì cơ sở còn có rất nhiều mẫu khuôn khác. Các bác có thể tham khảo tại website khuôntổnghop.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.